Và hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình bị ốm đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tới với một cái video Minecraft mà mình giả tất cả, mà bọn mình đúng không, là team up lúc đó giả tất cả những cái skin buồn cười và skin của những người đi đầu trong làng Minecraft của Việt Nam. Mình cá cam đoan là một số người các bạn sẽ không biết đâu, và bạn nào biết những cái skin nào của người nào thì hãy để lại dưới phần bình luận nha, và để lại số dây luôn skin đã xuất hiện để mọi người cùng coi. Ok. À đây. Bua, giữ vững vị trí đó, đừng nhìn đi đâu, đừng. Quay đằng sau luôn. Hello everyone, mình là nhéo cái đuôi. Chúng ta đã trở lại. Tiến sĩ đâu phản. Ông chú bị đem ra giải trí. Anh em ơi, còn nữa. Mọi người ơi, còn nữa, đừng nghe. Trở lại. The next day. Thôi, để nó cười đã rồi mình mới qua bệnh. Vui lắm anh. Buồn cười thấy bà luôn. Nãy tờ ra làm trò được, tụi bay có thấy vui không? Vui lắm anh à. Em không có lấy anh ra làm trò được, em chỉ cười trước đã mất công. Tụi bay có anh giận tụi em không được cười. Em không lấy anh ra làm trò đùa nhưng mà chơi đi qua hù ổng vậy đi. Ổng không có mắc cười. Chơi bơi bảo, chơi bơi bảo. Chúng ta hôm nay tao vui. Qua coi mập. Em là fan của chị Hằng. Mày mập á, Bu biết sao mập bị mập vậy không Bu? Dạ. Mập, Bu ơi, quay lên đây. Nhờ nó có chia tay bảy cái đó mà. Nó là skin của mập. Gì vậy, gì vậy? Tao bơi cho đi, tao bơi qua đây, tao bơi qua đây. Tụi bay qua đây coi cá nè tụi bay. Hèn gì nãy giờ tao cười như miếng điên vậy. Bua nhả ra nè. Bua nhả ra. Ông ba đi qua múa tụi bay bây giờ. Nhả đi Bua ơi. Tao bắt cười Bua. Nãy giờ tao buồn cười mà. Mày có xin cái chơi này. Cho em tự. Anh chú đừng qua đây, quá trễ rồi. Mày ê, bảo coi nè, coi nè, bảo. Nè, à, mày đo cái trước đi, mày đo trước đi, đo sau nè. Ghê không? Là dâm. Sao ơi? Chối. Chanh đi giờ đó là chanh đi bùi kém rồi chối. Mày đi ra. Nhai mày hả? Tới đó từ từ đi, làm từ nhà đi. Nhà mày lúc nào từ từ mày xây. Ê, tao có mặc quần. Bảo à, mập ơi. Gì? Tao có mặc quần rồi nhưng mà nó vẫn chùi lên. Ê, cái này được nè.
cái này được nè. Nhưng mà mặc áo nó lòi cái dưới. Mày có thể nào mặc cái quần lưỡi áo giùm tao được. Mày mặc quần vô á. Cho mày đỡ sơ khai, chúc mày sơ khai quá. Thằng này, thằng Jenny xả cái xì kim này, tao chắc chắn nó là người tối cổ. Yeah, và sau đây mình là Vũ Linh. Dâu. 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 Mình là Vũ Linh. Tụi mày đừng chăm tao cười nữa. Ơ nào lắp cái đứt nhìn chán vậy. Ui dạ. Trời chứ gì. Nó không chơi nó phá không mà coi nó thấy gì kìa. Mày đừng có phá nữa con, tôi cố gắng hoàn thành cái tường thành. Mày nói gì vậy chú? 3k view anh mu nhìn skin của anh Jenny trong trong vòng 10 giây hả? Ok, 30 giây, ok em. Lẹ thôi. Lẹ thôi. Gì? Tao vừa giết anh rồi thôi. Ây da đồ của tao. Mày dại quá con. Mày cắt cho nhiều thuốc vô. Rồi mày dày. Đi đồ ơi ơi hút hút lại đồ. Em muốn sao em vậy? Cần sao anh rồi anh được từ công thức của một chị người Nhật. À chị đó tên là gì, Yuki gì, làm content mất bang á. Chị ô, nói ô, là ô, nếu ô phải ai ra. Ra cái đầu. Thì nếu mà em ăn được cái khối lượng nó hơn khối lượng cơ thể thì em sẽ giảm cân được nha. Thì thì mình nãy mấy cháu cũng nghe anh chuối rồi đó, còn thì bác thì bác học từ một cô giáo tên là Sarihara, cái đó không phải gọi là mất bang mà gọi là gan bang. Ow. No. Bảo chó cười. I'm your father. Sao quên đi. Sao em. I'm your father. Your father. Father. Nhìn ông chú có râu buồn cười. Anh thấy được không? Quay tao ra đâu rồi chú. Gì vậy? Đừng có spam không spam anh nha. Anh nói chuyện bây giờ là nó có keo vậy. Tao chưa nói là tao yêu anh em đến cỡ nào mà đúng không? Tao chưa bao giờ nói câu đó đúng không? Gì? Giờ tao cũng mày lại cắn nhầm cái gì? Giờ tao cũng nói rồi. Mập bị gì á bây? Má thế là giết chị chi vô à? Em. Thiếu chứng cứ. Thiếu chứng cứ rồi. Thằng này thiếu chứng cứ rồi. Má ăn mượn mày quảng cáo cho chi vô à? Ai mà đẹp quá. Xin xác lại đây. Ê, tụi mình bây giờ đổi lại skin rồi đó tụi mình luôn. Anh chuối thôi đổi. Hello 500 anh em. Chín chín một. Tụi mình phá. 91 câu. Bu ơi muốn 91 con bu. Nào muốn 91 con. Ơi, 91 ga mua kiếm nhựa làm tạo cha ma chơi. Đâu rồi? Mày vô diễn nè. Đâu? Nè Vũ Lít nè, Vũ Lít. Mắt. Cấm. Cấm cười hả? Cấm cười. Cười gì vậy? Nhớ cái video xưa chuối cấm cười với các. Ok, đủ bộ rồi. Cho mọi người mặc cái thứ mình tìm nhà Chucky. Ok, kiếm hai cái. Thế lên 500 anh em. Và ngày hôm nay tụi mình sẽ xây chợ Bến Thành. Hello các bạn hữu gần xa. À hôm nay à tôi sẽ cùng để cùng phá map và cái thằng ướp bà nè.
Cái tên tưng 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 khó đỡ kìa. Khó thở phải. Ném đâu gì? Nam ném đâu tí đá củi. Ném kia, ném ném tí đá củi xây nhà coi. Ê! Ê! Nào cái mấy công trình tao quăng kia. Ném một tí nó ném tại. Thằng nào nó cũng ném luôn. Mẹ coi series Minecraft sinh tồn 1.9 của tao chưa? Series thành công nhất. Có skin của đứng đi. Tao xây. Bạn đã trở lại. Gì? Chào mừng các bạn đã trở lại với phần chơi của Thủy Thiên TV. King of sinh tồn. Minecraft Emily Fire. Mày cười okay. Bạn hỏi Ok, Thủy Thiên TV ok. Chào mừng các bạn đã đến với phần chơi của ok, Thủy Thiên TV nói theo kiểu giọng Việt Kiều. Chào mừng các bạn. Của dạ, chào mừng các bạn đến với phần chơi của đó bạn chơi Minecraft Emily by Season 2. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng hoàn thành cùng cái làm cái donut donut thịt heo. Golden donut thịt gì? Chú tôi. Cái gì con? Nào cho tao vô đây kìa. Cái gì trời? Không phải chú tôi mà nào. Nào cho tao vô đây trời. Ôi mà ê, skin cuốn mập. Có ai mày mày muốn biết skin muốn biết skin cuốn mập sao? Skin cuốn mập nè. Bad gamer. Bad gamer. Mày biết update, mày biết bad gamer không? Đó, original bad gamer, see không? Hello, Việt Nam Idol. Hello, bad gamer. Bọn mày biết see không lẹ không? Giờ tao hết là em biết là tao sẽ đâu Việt Nam Idol bây giờ nó toàn chơi CSGO. CSGO. Dạ nó bắn CSGO. Nó bắn CSGO bây. Thằng Jackie làm gì mà anh vậy? Jackie làm. What the fuck? Jackie nó làm gì? Jackie! 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 Tao bắt cười. Tao bắt cười với tụi mày. Jackie. Tao bắt cười quá mày. Nó xây nhà Nhật Bản. Nó xây trường một cột á. Nó xây chả bến thành. Nó xây chả bến thành. Rồi ok, bây giờ tụi mình cần một lượng đá cụi nên là giờ mình lôi mười mấy thằng mấy thằng YouTube, YouTuber như là Jackie, Thủy Thiên đồ đi lấy đá cụi. Content click bếp mày thì có drama đó mà. Có gì đâu, anh em nhau tụi mình chơi thân với nhau mà. Jackie ơi mình... Ok mình chỉ mình Jackie ơi chỉ các bạn ơi. Đó thì những YouTuber này tụi mình cũng có quen với anh Thủy Thiên nha. Ờ chơi anh Thủy Thiên ra thật sự là tụi em rất là hâm mộ anh. Em thích nhất là cái series Emily Fire của anh. Jackie ơi. Ơ Jackie ơi. Áo tất cả tụi bay quỳ xuống. Tất cả tụi bay quỳ xuống. Ê, qua đây chụp hình một quay ơi, qua bọc chụp hình một quay ơi. Ê, tụi bay. Ê, bé anh ơi, ta kia. Ơ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ơ. Ơ thầy. Ơ. Ơ. Xin chào anh cháu. Chào. Chào khán. Ê, bê bê bê. Mày biết là mày đó. Ê, bê bê bê. Hello anh cháu bạn, chào mừng với bạn đến với chương trình. Anh chịu mình, mình là múa đen. Bây giờ mình với bạn với tôi. Anh chết. Chết ơi. Chết ơi. Phải là hình chết. Con. Ôi ôi. Ôi ôi. Bữa nay kỷ niệm ùa dài. Còn ai nữa ta? Còn ai nữa ta? Đứng, anh đứng gimbal. Đánh nhau mày. Đánh nhau mày. Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là mày nghĩ mày là thằng nào? Ra ra bad world mày. Ra bad world. Tay cơ, tay cơ, tay cơ. Tay cơ, dạy mày còn bán bia không tay cơ? Coi. Bảo đi, bảo không biết này là ai đâu quá. Đó là ai? Nó là đụng vào ông Rô. Bắt. Chú biết không? Bị do mà. Ủa ông này hình như là Huy còi hả?
Nó đó. Huy còi đúng không? Nó huy còi. Huy còi. Ủa giờ nó còn làm gì vậy? Coi quỳ. Huy còi đó làm bét lắm, chuyển sang làm MMO. Cậu sao? Chú ơi, lát lát anh đi, nếu mà anh tìm được Enderman á, anh cầm cái kiếm này nè. Anh giấy gì sắp đi cầm bầu vậy? Phải rồi, EV đâu mang kim này đâu ba. Ủa không phải hả? Sai rồi mèo. Ý bên là bộ người hầu. Người hầu. Cái ông thủy nè. Skin này. Em có tưởng nói rồi skin đó là của Eevee. Không, không phải hả? Hai cái đen đen trên đầu á. À, skin Eevee không có tai đúng không? À. Đúng skin, rồi. Skin Eevee không có hai cục thang trên đầu á. Ừ. Cho anh xin đi cho anh. Ô. Dì bữa á. Ô, ô, biết ra ô, biết ra ô, biết ra ô. Tính ra cái skin này là cái skin đầu tiên của ông chú luôn. Chú bắt trước mày. Mày biết này nè ông bà, mập. À, không. Mày đâu rồi? Tao đây. Đứng trước mặt mày nè, đi. Tao đi, tao đi. Ủa, mày đâu rồi Jenny? Mày đâu rồi? Ủa, này còn gần, này gần đây. Mày mới kiếm cái hồi gặp với Game Z. The real Jenny. Mày muốn này, mày có nguyên cái cánh là phía sau này mà rồng mà. This is the Jenny up bi kiếm lượt rồng. Nhớ nha, hồi đó ngồi chat FaceTime với nó với là ôi chúng tôi chỗ kia đứa em chọc nó hoài anh tưởng giống như kiểu đang ngồi giữa bùng binh vậy ba tiếng xe ẹ công viên khủng long thì sao anh má bùa con thì không nói ok ủa em tưởng đâu em cứ tưởng đâu là kêu ủa đó anh đóng cha khủng long cha mà ok thưa bạn bây giờ mình sẽ vô cái trực thăng này thằng nấm hồi đó ok giờ sẽ lên trực thăng. Nó tự lồng tiếng cái trực thăng. Má em coi mập. Mất đại.